Chào mừng các bạn đến với chương trình Kiến thức Quanh Ta của Thư viện tỉnh Đồng Tháp. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 9 giờ ngày 28 tại mỗi tháng trên kênh YouTube Thư viện tỉnh Đồng Tháp. Các bạn thân mến, đến với chương trình Kiến thức Quanh Ta kỳ 8 ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng tiếp tục tìm hiểu về chức năng đặc biệt của mắt chim và hiện tượng kỳ diệu hót vào buổi sáng sớm của những loài chim nhé. Và ngay sau đây, xin mời các bạn hãy cùng xem đoạn video clip và trả lời 10 câu hỏi dưới hình thức trắc nghiệm bằng cấu trúc 1A, 2B, 3C kèm theo thông tin họ và tên cùng với số điện thoại để ban tổ chức tiện liên hệ. Lưu ý, ban tổ chức chỉ công nhận kết quả khi bạn đọc bình luận đáp án tại video trên kênh YouTube Thư viện tỉnh Đồng Tháp. Ban tổ chức ghi nhận và ưu tiên những bạn trả lời chính xác đầy đủ đầu tiên nhất, đồng thời không công nhận kết quả đối với những bình luận có hiển thị điều chỉnh hay đã chỉnh sửa. Thời gian tham gia bắt đầu từ 9 giờ ngày 28 tây tháng 8 đến 9 giờ ngày 30 tháng 8 năm 2023. Ban tổ chức sẽ tặng quà cho những bạn có câu trả lời đúng và sớm nhất nhé. Chức năng đặc biệt của mắt chim. Trong tất cả các loài động vật, năng lực thị giác của loài chim là tốt nhất. Mắt của chúng vừa có thể nhìn xa, vừa có thể phóng to. Có người đã làm thí nghiệm đặt trứng côn trùng rất nhỏ ở nơi cách con chim lần lượt là 2m và 2,5cm. Chim vẫn có thể nhìn thấy thức ăn một cách chính xác. Hai mắt của rất nhiều loài chim nằm ở hai bên của phần đầu, tầm nhìn vô cùng rộng. Khi nó nhìn về phía trước, chính giữa, thì tầm nhìn của nó sẽ tăng gấp đôi. Từ đó hình thành ảnh của mắt kép, giúp cho nó có thể nhìn thấy phần phía sau, hai bên và những vật trên đỉnh đầu. Mấy chục năm trước, một số nhà nghiên cứu về loài chim khi tiến hành nghiên cứu mắt chim, vô tình phát hiện trong mắt chim đều có những giọt dầu. Nhưng giọt dầu này có màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu da cam, cũng có giọt không màu. Qua từng bước nghiên cứu, họ còn phát hiện chim hoạt động vào ban đêm thì những giọt dầu trong mắt phần lớn là không màu. Khi bay trên mặt nước, những con chim cần nhìn qua mặt nước để thấy được con mồi thì những giọt dầu trong mắt của chúng sẽ có màu đỏ. Khi nghiên cứu và tìm hiểu tác dụng của những giọt dầu này, một số nhà khoa học chuyên nghiên cứu về loài chim đã tiến hành phân tích hiện tượng phía nửa dưới võng mạc của loài chim. Đa phần là những giọt màu vàng, còn nửa trên chủ yếu là những giọt màu đỏ, thì cho rằng giọt màu vàng trong mắt của loài chim có lẽ là để giúp cho con chim có thể nhìn rõ được các vật thể bay trên bầu trời. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về hiện tượng kỳ diệu hót vào buổi sáng sớm của loài chim. Mỗi khi bình minh lên, những chú chim sẽ tranh thủ các tiếng hót vui tai. Thông thường khi chúng tập trung càng đông thì tiếng hót sẽ giống như bản nhạc buổi sáng sớm tuyệt vời. Ngoài ra, thứ tự hót của loài chim vào buổi sáng sớm cũng tuân theo quy tắc. Ví dụ như ở châu Âu, chim sáo sau khi thức dậy thì hót mãnh liệt khoảng 3 phút. Kế tiếp là chim nhạn bắt đầu hót. Chúng có thể hót khoảng 12 phút nhưng không hót mãnh liệt như chim sáo. Hơn nữa, những buổi sáng sớm đẹp trời, chim thường bắt đầu hót sớm hơn những ngày trời nhiều mây, âm u. Những ngày trời mưa, chim hót muộn nhất. Như vậy, hiện tượng chim hót vào buổi sáng sau khi thức dậy nên giải thích như thế nào? Ý kiến của mọi người rất đa dạng. Có người cho rằng chim hót vào buổi sáng sớm là một hoạt động điều tiết được tiến hành vào lúc mới thức dậy sau một đêm nghỉ ngơi. Cũng có người cho rằng chim hót vào buổi sớm sớm là kiểu trao đổi liên lạc với nhau giữa những loài chim cùng loại. Cũng có người cho rằng đây là lời cảnh báo nhau của những loài chim khác loại. Địa bàn này sẽ được chiếm giữ. Có người nói thói quen hót vào buổi sáng sớm có thể là liên quan đến vấn đề sinh sản. Các bạn thân mến, các bạn vừa tìm hiểu chức năng đặc biệt của mắt chim và hiện tượng kỳ diệu hót vào buổi sáng sớm của loài chim. Và ngay bây giờ xin mời các bạn cùng tham gia trả lời 10 câu hỏi sau đây nhé. Câu 1. Hai mắt của loài chim nằm ở vị trí nào trên cơ thể của chúng? A. Nằm giữa hai bên của phần đầu. B. Nằm ở phía trước của phần đầu. C. Nằm ở phía sau của phần đầu. Câu 2. Những giọt dầu trong mắt của loài chim có màu gì? A. Màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu da cam. B. Màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu da cam. Cũng có giọt không màu. C. Cũng có giọt không màu. Câu 3. Loài chim hoạt động vào ban đêm thì những giọt dầu trong mắt phần lớn có màu gì? A. Màu da cam. B. Màu vàng. C. Không màu.
Câu 4. Khi bay trên mặt nước, những con chim cần nhìn qua mặt nước để thấy được con mồi, thì những giọt dầu trong mắt của chúng sẽ có màu gì? A. Màu xanh. B. Màu đỏ. C. Màu vàng. Câu 5. Một số nhà khoa học chuyên nghiên cứu về loài chim đã tiến hành phân tích hiện tượng phía nửa dưới võng mạc của loài chim đa phần là những giọt dầu màu gì? A. Màu vàng. B. Không màu. C. Cả hai câu trên đều đúng. Câu 6. Những chú chim sẽ tranh thủ các tiếng hót vào khi nào? A. Vào buổi tối. B. Vào buổi chiều. C. Khi bình minh lên. Câu 7. Ở châu Âu, chim sáo sau khi thức dậy thì hót khoảng bao nhiêu phút? A. Hót mãnh liệt khoảng 4 phút. B. Hót mãnh liệt khoảng 3 phút. C. Hót mãnh liệt khoảng 5 phút. Câu 8. Chim nhạn bắt đầu hót, chúng có thể hót khoảng bao nhiêu lâu? A. Khoảng 12 phút. B. Khoảng 10 phút. C. Khoảng 20 phút. Câu 9. Chương trình Kiến thức quanh ta kỳ này tìm hiểu về chủ đề gì? A. Hiện tượng kỳ diệu hót vào buổi sáng sớm của loài chim. B. Chức năng đặc biệt của mắt chim. C. Cả hai câu trên đều đúng. Câu 10. Khi loài chim nhìn về phía trước, chính giữa thì tầm nhìn của nó sẽ như thế nào? A. Tăng gấp 4 lần. B. Tăng gấp 3 lần. C. Tăng gấp 2 lần. Để trả lời đúng các câu hỏi trên, xin mời các bạn hãy tìm hiểu về thông tin qua những quyển sách Trong rừng có gì nào của nhà xuất bản Hà Nội. Quyển sách Khám phá những bí ẩn về động vật của nhà xuất bản Mỹ Thuật. Sách hiện tại đang được phục vụ tại Thư viện tỉnh Đồng Tháp. Thân mời các bạn cùng tìm đọc. Chúc các bạn có những câu trả lời đúng và sớm nhất để nhận được những phần thưởng của chương trình nhé. Các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh YouTube của Thư viện tỉnh Đồng Tháp để đón xem các chương trình tiếp theo của chúng tôi.